Nhờ có sự xuất hiện từ cái tên của một trong năm thành viên Ngũ Ốc Tinh tại chapter 1073, chúng ta đã có một bức tranh tổng quát về thân phận thực sự các thành viên còn lại. Bởi vì Ngũ Ốc Tinh ấy không phải là năm tinh tú hay năm ngôi sao, mà tinh ở đây mang ý nghĩa của hành tinh khác nhau. Và mỗi người trong Ngũ Ốc Tinh tượng trưng cho một hành tinh khác. Còn Luffy chính là mặt trời mang lại bình minh cho thế giới. Song, Im-sama lại chính là kẻ mang lại bóng đêm cùng năm hành tinh già. Vậy, danh tính thật sự của 4 trong 5 Ngũ Ốc Tinh còn lại là gì? Và Im-sama thực chất là loại hành tinh nào trong vũ trụ? Hôm nay, mời các bạn cùng với Bi Tứ Hoàng tìm hiểu đây là danh tính thật sự của Im-mu và Ngũ Ốc Tinh sau chapter 1073 nhé. Lưu ý, video này được tham khảo từ bài viết của một người trên Twitter là Arthur Library O'Hara. Tớ sẽ tổng hợp ngắn gọn và làm một cách dễ hiểu nhất cho anh em. Đầu video là chương trình quảng cáo, khám phá thế giới anime với poster mới nhất từ BH Store với rất nhiều mẫu mã từ các anime nổi tiếng đến những mẫu mới ra mắt, và tới cung cấp mọi thứ anh em cần để trang trí, decor phòng của mình với hình in cực đẹp, chất lượng sắc nét và không phai màu do sử dụng mực dầu. Link mua tới để ngay dưới phần mô tả của video nhé, hiện tại đang có free ship đó. Trước tiên về Ngũ Ốc Tinh hay Gorosei như tớ đã nói, ban đầu theo bản dịch chúng ta sẽ hiểu 5 người đó tượng trưng cho 5 tinh tú hay 5 ngôi sao trên bầu trời. Tuy nhiên, Gorosei còn có một cách dịch khác chính xác hơn là 5 hành tinh. Ngoài ra thì chữ Kanji này còn có thể được đọc là Hoshi. Ngoài việc nó có nghĩa là ngôi sao thì nó còn có thể hiểu là hành tinh. À, nói qua một chút về việc gọi là Hoshi hay Gorosei thì đối với người Nhật, chữ Kanji trên được gọi là Hoshi. Qua hệ thống La Mã thì sẽ được gọi nguyên cụm chữ Kanji là Gorosei hay Ngũ Lão Tinh. Điều này liên quan trực tiếp tới việc con người chỉ có thể tìm thấy 5 hành tinh đầu tiên trong hệ mặt trời vào thời cổ đại, thay vì một mặt trời và 9 hành tinh quay quanh như bây giờ. 5 hành tinh đó bao gồm sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ. Lúc đó người ta tin rằng 5 hành tinh này luôn quay quanh trái đất cùng với mặt trăng. Mô hình mà con người làm ra vào thời cổ đại giống hệt như mô hình chúng ta được thấy trong thư viện O'Hara. Nếu soi kỹ vào tấm ảnh trong One Piece, chúng ta có thể thấy rõ mặt trăng cùng 5 hành tinh quay quanh địa cầu. Chính vì lý do đó chúng ta có giả thuyết về phần còn lại của Ngũ Ốc Tinh. Ngoài Stain Chay Garcia Satan đã được tiết lộ vào cuối chapter 1073, cho anh em nào chưa biết thì dựa vào cái tên ông này tượng trưng cho sao Thổ. Giờ thì tớ sẽ đưa dự đoán nhanh về 4 người còn lại trong Ngũ Ốc Tinh. Đầu tiên là ông râu vàng sẽ mang hình ảnh của sao Kim, vì màu tóc của ông là màu kim, vàng anh em. Kế đến là ông đầu hói, râu dài có thể là sao Thủy. Trong các thần thoại thì vị thần của sao Thủy là vị thần của tài chính và tiền bạc. Với bộ ria mép dài của ông này, trông ông cũng có dáng doanh nhân, thế nên tớ cho rằng ông già là đại diện cho sao Thủy. Tiếp theo là ông râu dài tóc dài sẽ là sao Mộc. Cũng trong thần thoại, sao Mộc đại diện cho luật pháp mà ông trời ban xuống, vì thế sao Mộc cũng đại diện luôn cho bầu trời. Thế nên xét theo chiều cao, ông râu dài tóc dài là cao nhất. Điều đó đồng nghĩa việc ông cũng gần bầu trời nhất. Do đó tớ cho rằng ông này là sao Mộc. Cuối cùng là ông đầu hói mang kính sẽ tượng trưng cho sao Hỏa. Ngoài ra còn một điểm đến từ đám quý tộc thế giới như thế này. Chúng thường được gọi là thánh theo tiếng Anh, chẳng hạn như Stain Charles. Stain là thánh này anh em. Tức những kẻ đứng đầu bộ máy chính quyền có thể liên hệ rất nhiều tới các thần thoại, từ thánh cho đến các vị thần tạo ra các hành tinh, kể cả là Im-sama. Ở phần tiếp theo chúng ta hãy đến với mối liên hệ với vũ khí cổ đại và danh tính Im-sama nhé. Ngoài 5 hành tinh trên, con người cũng đã phát hiện ra 3 hành tinh khác tách biệt với 5 hành tinh tớ kể, bao gồm sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương. Nó cũng chính là tên của 3 vũ khí cổ đại, tức sao Thiên Vương là Uranus, sao Diêm Vương là Pluton và sao Hải Vương có hai cách gọi là Poseidon hay Neptune. Dù là cách nào thì nó vẫn liên hệ trực tiếp tới gia đình hoàng gia người cá, khi vua của đảo người cá có tên gọi Neptune thì con gái ông Seda Hosei chính là vũ khí cổ đại Poseidon. Dẫu sao thì dù là vũ khí cổ đại hay các hành tinh trong hệ mặt trời thì chúng đều được đặt theo tên các vị thần, cụ thể các vị thần Greco-Roman hay 12 vị thần trên đỉnh Olympus bao gồm cả trái đất cũng được đặt theo tên một vị thần. Đó là Terra, tên của nữ thần Gaia hay còn được gọi là đất mẹ thiên nhiên, tổ tiên của vạn vật. Để anh em hình dung dễ hơn thì tớ sẽ tóm tắt theo 12 vị thần Olympus như sau. Trước tiên, chúng ta có trái đất hay tên tiếng Anh là Terra, mang hình ảnh của đất mẹ Gaia. Tiếp đến là 5 ngôi sao xung quanh trái đất theo ý niệm của người cổ đại, bao gồm sao Thổ với thần Cronos, vị thần thời gian. Tiếp đến là sao Thủy với sự đại diện của thần Hermes, vị thần tiền tài. Thứ ba là sao Kim với thần Aphrodite, vị thần tình yêu. Thứ tư là sao Hỏa mà ý nghĩa thần chiến tranh Ares. Và cuối cùng là sao Mộc với thần Zeus, vị thần sấm nổi tiếng cũng đại diện luôn cho bầu trời.
Còn ba ngôi sao không xoay quanh trái đất, đầu tiên là sao Thiên Vương Uranus, được đại diện bởi thần bầu trời. Thứ hai là sao Hải Vương Neptune, mang ý nghĩa của thần Poseidon, vị thần biển cả. À, một sự thật thú vị là đối với thần thoại La Mã Neptune sẽ là vị thần cai trị vùng nước ngọt bao gồm sông, hồ, còn Poseidon là vị thần cai trị biển cả. Và cuối cùng là Pluto với sự đại diện của thần Pluto, vị thần âm phủ hay mặt đất. Mặt khác thì không chỉ ở đời thực mà đất mẹ cũng là một vị thần trong thế giới One Piece thật sự luôn đấy nhá. Ở chapter 1069, tiến sĩ Vegapunk đã đề cập vấn đề này lại rằng chính vì sự bất thường của trá quỷ mang lại nên những người ăn nó đã bị mẹ vĩ đại của toàn tự nhiên biển cả căm ghét. Ở đây chúng ta có thể hiểu là đất mẹ tự nhiên và sự tồn tại của chúng đã bị mẹ tự nhiên trừng phạt bằng cách tước bỏ khả năng bơi lội của bất kỳ ai khi họ ăn trá quỷ. Nếu các bạn để ý trong câu nói trên thì tại sao Vegapunk lại chèn thêm biển cả đằng sau mẹ thiên nhiên? Theo tiếng Nhật, biển cả có ý nghĩa là Umi, và Umi đọc ngược là gì? Vâng, chính xác đó là Imu. Đúng nhận sai cãi hậu cái. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cách lách nguyên tắc và đọc theo chữ Latin thì nói như vậy. Còn đúng tiếng Nhật thì Imu nếu lật ngược trở lại sẽ đọc là Mui chứ không phải là Umi nhá. Dẫu sao thì Thánh Oda là một người thích chơi chữ với rất nhiều thứ kết hợp lại, cho nên là cũng không loại trừ khả năng ông chơi chữ theo bảng chữ cái Latin thay vì tiếng Nhật. Nên Umi cũng có thể là Imu, mà Imu cũng có khả năng là Umi. Còn Imu này cũng tức là Im-sama. Vậy thì liệu có phải đất mẹ tự nhiên hay biển cả mà Vegapunk nhắc tới có đại diện cho Imu hay không? Nhiều khả năng đó chính là sự thật. Im-sama tượng trưng cho trái đất cũng tức là đất mẹ Gaia, và năm hành tinh xoay xung quanh trái đất theo ý niệm của người cổ đại cũng mang hình ảnh của ngũ lỗ tinh phục vụ dưới quyền của Imu. Tất cả điều đó đã dẫn đến một sự thật, Imu chính là đất mẹ tự nhiên và biển cả, còn trá quỷ là thứ công cụ chống lại hắn. Cho nên đất mẹ đã căm ghét và tước bỏ bất kỳ ai nhận năng lực từ chúng khả năng bơi lội. Còn một dẫn chứng khác nữa nha. Trước đây, Shanks tóc đỏ đã từng nhắc tới chuyện trá quỷ chính là hiện thân của ác quỷ biển cả. Vậy nên, nếu Imu đại diện cho biển cả, thì việc trá quỷ thứ công cụ chống lại hắn được xem là hiện thân của ác quỷ cũng không sai đâu nha. Vậy nên, rất có thể cả Imu lẫn nguồn gốc của tất cả các trá quỷ là giống nhau. Nói cách khác, thì nhiều khả năng Imu cũng là một sản phẩm khoa học như trá quỷ thì sao? Và cuối cùng, sự thay đổi giữa các thời đại. Chính vì có sự khác biệt về thần thoại nên nó tạo ra sự khác biệt giữa các thời đại thế kỷ trống và hiện tại. Nói đơn giản thì thế kỷ trống được xem là mang những yếu tố của thần thoại La Mã, còn hiện tại mang những yếu tố của thần thoại Hy Lạp. Đối với thần thoại Hy Lạp, họ chỉ có 5 vị thần xoay canh đất mẹ như tớ vừa kể từ đầu video đến giờ. Ngoài ra còn có Neptune, kiêm luôn cả việc cai trị các vùng biển chứ không chỉ đơn giản là nước ngọt. Mặt khác thì thần âm phủ hay mặt đất theo Hy Lạp sẽ là thần Hades, còn La Mã sẽ là thần Pluto. Đến đây, nếu những lập luận là đúng thì theo tớ suy đoán vũ khí cổ đại thứ 3 Uranus mà Robin đã từng nhắc tới có thể sở một cái tên khác. Bởi Uranus là tên của vị thần Hy Lạp, còn theo La Mã thần bầu trời chính là Kalos. Tuy nhiên không có gì chắc chắn suy đoán này là đúng đâu nhá. Đổi lại thì với khả năng bẻ lái từ Thánh Oda thì nó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Và thần Hy Lạp đại diện cho hiện tại đang chối bỏ thần thoại La Mã đại diện cho thế kỷ trống. Chính vì lý do đó mà những kẻ sáng lập là chính quyền thế giới được gọi là ác quỷ trong thế kỷ trống, trong khi người dân của vương quốc cổ đại được gọi là thần. Tuy nhiên vai trò này đã bị hoán đổi khi lịch sử được viết lại, quỷ thành thần mà thần lại thành quỷ. Nó cũng giống như việc vào thời cổ đại người ta cho rằng những kẻ nói các hành tinh xoay xung quanh mặt trời là ác quỷ, là phù thủy cần phải bị thiêu sống vậy. Giờ đây, nhờ vào khoa học, chúng ta biết được sự thật rằng các hành tinh bao gồm cả trái đất và vũ khí cổ đại xoay xung quanh mặt trời chứ không phải xoay xung quanh trái đất, dẫn đến cuộc đấu tranh giữa thần mặt trời hay Luffy và trái đất Imu. Hay nói cách khác là cuộc chiến giữa thần mặt trời và con ác quỷ biển cả thực thụ Im-sama. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với một giả thuyết rất hay từ một người tên là Arthur trên Twitter về danh tính thật sự của ngũ lỗ tinh và Im-sama là gì. Anh em thấy sao? Liệu nó có đúng hay không? Hãy comment phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trò chuyện thêm nhé. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!